Mở rộng ra. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp mộng em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Shop Dương Phúc Chiến.com, shop bán nick liên quân, liên minh, Free Fire, đột kích, ngọc rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shop Dương Phúc Chiến.com ủng hộ mình nhé. Các bạn mình trở lại. Các bạn mình là Xuân Tuột đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Gọi là mình đã khỏe khoắn rồi và làm việc rồi anh em ạ. Thì mình hôm nay hôm qua mình vẫn đang ốm thì Thảo lên nó làm một cái gọi là câu chuyện là rất là tức phọt cứt luôn anh em ạ. Tức phọt cứt luôn anh em ạ. Đang ốm mà nó lên nó cà khịa mình. Nó lại trả quà mình đi viện mấy ngày hơn một tuần về. Thì mình mua quà ấm các thứ cho nó để đi học nữa lạnh, mình quan tâm nó, về là con nó bảo là không dùng nữa, để mẹ nó cay thế anh em ạ. Tí nữa thì mình cho nó đắp bộ cuộc tình luôn anh em ạ. Thì hôm nay mình vừa kiếm được cái hộp của mẹ mình, vừa mua cái chả biết cái gì nữa, nhưng mà thôi mình lấy cái hộp này ấy. Thì làm thì nó hiện tại thì Thảo nó đang nuôi một con chim vành khuyên đấy anh em ạ. Đấy, cứ ngày nó chăm chung con chim mình rất là tức rồi. Chả quan tâm mình, cứ ngày đi học về phát là chăm chim này, cho ăn đủ thứ này, cho hoa quả gì cũng có chim máu lồn. Chim máu lồn. Lồn. Này mình cho đây xong là mình cho con chim nó vào đây em ạ, mình sẽ tặng nó. Cái gì nó mở ra nó sẽ con nó bay ra ngoài này em ạ, thì nó chim của nó treo bên kia lại đang trong phòng ngủ ấy em ạ. Bây giờ mình sẽ sang một chỗ chim của nó mọi người nhá. Đây tôi đây chỗ chim mày chạy ra lấy đi. Mấy lúc đéo là anh cũng cho em một cái file lấy đi. Bạo trích thì thế nào nhỉ? Thì ra anh đạo không bảo nó lấy đâu, mày lấy đâu. Thứ không? Ngụy trang phát, ngụy trang. Tụi mũ đen vào. Mũ mặt đen nữa. Nghe chưa? Mình sẽ phóng sinh nó anh em nhá. Không bắt được nó đâu. Đây anh em ơi. Đấy. Thôi mình sẽ phóng sinh nhá. Ôi. Mỏ này trắng trắng anh em ạ. Hình như con này là nó biến dạng anh em ạ. Hình như bán con này rất là đắt đấy. Đấy bổ mình này. Thôi anh em ạ, hôm nay mình sẽ phóng sinh con này nhá anh em nhá. Mình sẽ không cho nó có Thảo nuôi chim nữa. Mình sẽ cho chim này vào đây nhá. Và tính ra nó thả, nó kiểu gì nó mở quài lá xe, con chim sẽ bay vọt mất. Đấy, em hiểu không? Đấy, chỉ cho nó mất luôn con chim này luôn. Ui. Ok anh em. Thì đã cho chim này rồi. Bây giờ em mình sang tặng nó thôi. Tí nữa nó sẽ mở quài ra mà vọt bay mất và ok, ta sẽ trả con thú cưng của mày nữa đâu. Thảo ơi, mới qua tặng này. Lên. Nghe đây, anh đưa con tao qua cho em này. Trong này tặng cho lãng mạn này. Đây. Cái lê mà chạy tóc nữa còn ngồi. Đi lên. Nhanh lên. Hơi lâu rồi đấy nhá, anh tặng quà cho người khác nhá. Rồi anh tặng quà đi. Nhanh mày. Đi lên. Đi lên đất à? Lên. Cái thả anh vứt nhá. Lên. Mau lên. Có lấy quà không? Đi hả? Thích không? Đi. Nhưng mà thích không là anh hỏi thích không là? Có. Đúng, đoán cho không phải gì. Thích hả?
Ờ đi đâu mỹ phẩm nhưng mà nói trong lại không phải là mỹ phẩm, nó lại là cái khác. Đúng không? Thế bây giờ từ từ chưa được chưa gì tớ đã lấy quà rồi. Nói gì tình cảm cảm tí thì chỉ là tặng quà chứ. Tay nó làm gì này? Chưa tẩy mũi. Hả? Thế bây giờ mày từ từ chưa được nghịch. Bây giờ người ta tặng quà người ta phải nói những câu tình cảm tí. Không cần. Hả? Tặng luôn gì mà tặng luôn. Bây giờ không cảm ơn gì à? À bây giờ cảm ơn. Thế là tặng nhá. Tặng thì nếu phải tặng anh một cái khác nhá. Ừ. Nhưng mà anh em hay chưa hiểu lắm. Em còn nói dối không là em lấy quà em lại mất tích luôn. Nào mới ra nào. Mới ra thì anh cho em tự mở luôn. Đấy, nhưng mà xe nó ổn quá. Thấy không? Có mà cái này anh đang đi mua này. Sản gì vậy ạ? Không phải sản phẩm đâu, trong này có khác. Quay cho em cầm nhá. Lên à? Tớ, con lắc điên là lắc nhịp lắc. Tớ á, vừa mày tuổi á. Lắc nhá, ấy nhá, thỏng mắt. Toàn chứ ngại vật cái thứ nó ấy trong này. Mở cho tớ nhá. Tớ mở thoạn vào, cầm mở lại, anh cầm cho mở rồi. Mày ước nguyện đi, ước nguyện đi. Hai ba, ước nguyện. Được chưa? Mở đi. Đừng lắc sắp nó vỡ mất. Mở đi, hai. Mở được không? Mở cái gì mở cái gì cũng được. Mở cái gì cũng được. Mở rộng ra lên. Mở rộng ra. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi. Ta muốn ngấp nghé em theo cả cuộc đời. Mà bản thân anh còn chưa lo được đâu. Ơi bên đầu ấy. Ồ. Nó chim vào nhà của em phải không? Ồ, không biết. Thì Không phải đâu. Mất rồi. Bên đầu ấy. Mất rồi. Anh cứ lấy con chim của em đi làm gì? Anh biết đâu ấy. Anh tặng em à. Bắt được à? Hâm vừa rồi. Phóng sinh nhỉ. Nó lưu luyến nó không bay đi này. Ừ. Nó gọi Thảo ơi à. Nó gọi Thảo ơi, nó không bay đi đâu. Nó gọi Thảo ơi à. Chim ơi. Ai lấy được à? Điên à. Gọi xuống đi. Mày chăn nó bao nhiêu ngày nay mày không lấy được xuống à Thảo? Không. Sao lấy được nữa? Sao anh không lấy con chim ra cái chim gì? Mất rồi. Em anh chơi. Có chơi gì à? Giúp anh nghịch con chim rồi. Không là con vật trụi hết lông chim của em anh Chiến ạ. Ừ. Nó vật trụi hết lông chim của em con Thảo đấy. Sao nó không đi nhỉ? Nó chim này nó không đi nhỉ? Nó lưu luyến này. Nó quen. Quen ai? Quen anh nhỉ? Nó quen mình rồi. Đấy gọi Chiến ơi, gọi chim gọi Chiến ơi. Okay. Lừa đứa chơi. Mình bọn mình kệ mẹ ăn Thảo cho nó chơi đây, bọn mình đi về. Chào tất cả các bạn nhé, thì bây giờ giới thiệu tới các bạn một cái ứng dụng có tên là Link Bắt Trời nhé. Ứng dụng này chị sẽ để phần chị sẽ để link tải phần dưới ở mô tả và comment nhé. Mọi người vào xem play và tải nhé mọi người nhé. Thì trên iPhone thì tầm một tháng nữa thì có mới tải trên iPhone thì mọi người và đang dùng máy Samsung các thứ thì vào xem play tải nhé. Có tên là Link Bắt Trời nhé anh em. Chị đã tải đến sẵn rồi, chị vào mọi người xem nhé.
đây lúc đây, đây là bản tin anh em ạ. Đấy, còn đây là phần nhắn tin. Đâu phần trang chủ ở đây. Đấy, chat và chính chưa chat với ai cả. Bây giờ chuyển đây là phần cá nhân của mình. Đấy, còn mình sẽ lướt bản tin rất là nhiều ai xin luôn. Đấy, ai xin này đấy. Nói chung là cái bạn quen luôn nào, nhắn tin luôn. Trò chuyện luôn. Đấy. Hello chẳng hạn. Đấy, ok, mình giới thiệu cho các bạn nhé. Thì những cái rất là hay luôn. Mọi người cùng nhau vào tải và về để tán nhau đi nhá. Rất là nhiều bài sinh và trai đẹp cho mọi người nhá. Và là chung yêu nhanh tay vào tải nhá. Mình sẽ để phần link cho tải của mình mô tả mọi người nhá. Ok.